mày đây cho phá đây xuống đâu không có không có em để đâu chị em ở đây mà chị chết bắt đèn chị đi chìa khóa đây chìa khóa cũng nhà chị có mỗi một cái xe thôi chìa khóa xe chị đây thôi rồi. Làm nào nhà chị có mỗi cái xe đấy mà mày này. Trong xe của gì mày cũng ngủ nghe thế thì mất hết xe à? Mày quá ngủ quên tí. Nó may rồi. Nhà cửa thì mày có xe đấy mà mày cũng chịu em phải gì đâu. Mày đánh mất xe em kìa. Thằng ở trong xe của gì mày ngủ nghe để mất cả xe. Thế cái vũ camera đây à? Em tham khảo nhiều chỗ nhưng mà chỗ em nó không kéo được mạng nó không lắp được. Bây giờ có cam dụng sim 4G của em đâu đây em? Cái loại đấy. Bên chị hôm qua vừa lắp camera cho chủ gà nhà chị xong. Nào là chức năng cảnh báo này, dụng sim 4G này. Nào nó phát hiện chuyển động này. Mình vào phát là còi hú để ánh sáng nhấp nháy à em? Có hay đấy, chị giới thiệu cho em với chị cho em. Chị mua bên em vào camera gia đình 88.com nhé. Giá có cao không chị? Giá có nhiều tiền không? Giá rẻ lắm em. Nó chỉ ngang với lại camera cũng cùng chức năng như thế thôi. Người ta có đến tận nhà lắp hay là tư vấn? Có em ạ, có em ạ. Rẻ lắm. Đây rồi, để em đặt hàng người ta ship đến cho em. Ok, em vào đây mua nhé. Thôi chị đi nhé. Em cảm ơn chị nhé.